Dạ, nghe Đã em. đi Em đâu mời rồi? đâu thầy? Về đâu thầy? Có thấy không? Thấy màn hình không? Có thầy ơi. Các bạn lấy cái file PDF này, cái file hướng dẫn Plat 3 này ở trong cái Facebook nha, trong cái để thầy bác ra đây có được không? Các bạn vào trong group lớp của mình đó, trong cái group Facebook đó, thầy có gửi cái đường link của cái bài này nè, các bạn sẽ download về. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ làm, thứ nhất là lab 3 là một này, rồi các bạn sẽ thực hiện cái làm cái bài quỳ năm cho thầy. Quỳ năm lab 3. Lớp 3 thì các bạn sẽ thực hiện vẽ cái ghế ha, vẽ cái ghế này, cái bàn đúng không? Giờ bài này thì dễ hơn bài vẽ đồng hồ nhiều. Các bạn mở cái file này lên và chúng ta sẽ thực hiện theo từng bước của cái file này. Cách thực hiện thì các bạn cứ đọc theo cái hướng dẫn ở đây. Bước thứ nhất này, bước thứ nhất ha, vào trong cái front viewport này, viewport front này, tạo một cái tấm plan với kích thước là plan 46, tức là dài 46, rộng 41, thiết lập plan width size bằng 1, tức là cái lưới á, bằng 1. Sau đó bạn convert nó thành edit poly, đó là bước thứ nhất này. Rồi bật file lên này, vào front viewport này, viewport front này, bấm vào plan này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ nhập kích thước cho đây. Hoặc là mình vẽ mình chỉnh lại cũng được, vấn đề gì đâu. Cái này mình cho nó là kích thước là 43 này. Đó. Dài 43, cao 41 này, rộng 41 này. Đúng không? Thầy cho là 5 này lên này. Nhấp cho nút break để tạo nó này. Đó. Bạn tạo được cái hình luôn. Bây giờ nó đang có cái lưới 444 này. Đó. Mà trong hướng dẫn là cái gì? Cái lưới này mình không cần. Ở đây mình sẽ bỏ đi, tức là bằng 1. Lưới chiều rộng, chiều dài và chiều rộng bằng 1 hết này. Đó. Đó. Tức là mình đã xong một cái bước thứ nhất. Giờ cái này là 46 chứ không phải 43. Chiều dài là 46. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ convert cái tấm plan này. Đó, convert tấm plan này. Các bạn click phải chuột này. Convert to edit poly này. Đó, chuyển nó về chế độ edit poly này. Đó, là xong bước thứ nhất nha. Thầy phóng lớn lên cho các bạn thấy này. Xong bước thứ nhất này. Đó, rồi, tiếp tục bước thứ hai này. Các bạn cứ theo từng bước này thôi, đọc tới đâu làm tới đó. Chuyển sang chế độ cạnh này, chuyển sang chế độ chọn cạnh này, đó, chọn cái cạnh ở trên cùng này, trên cùng này. Sau đó mình sẽ dùng cái lệnh extrude nó ra này, tức là đẩy khối ra này, với cái chiều cao là -42 này, đó, và chiều rộng bằng 0, đó, đây là bước số 2 nha. Rồi các bạn chọn x này, đó, chọn cạnh này, chọn cái cạnh trên cùng này, không? Rồi quận cái bảng lên này, tìm cái chữ extrude này. Bấm vô cái nút setting này. Đó. Bấm vào cái nút setting ở đây này. Extrude tức là đẩy khối đây. Bấm vào đây. Rồi, các bạn thấy đây là số dương thì nó đang đẩy về bên hướng bên này. Giờ thầy sẽ cho nó là số âm tức là -42. Đó, thì nó sẽ chạy qua đây. Đó. Và cái chiều rộng này, width này bằng 0 này. Đó, mình không cho nó bằng ở đây luôn, không có chiều rộng bằng đây luôn. Rồi, ok, thì nếu bạn muốn kết thúc đây mình sẽ ấn ok. Đó, đó là bước số 2. Tiếp theo bước số 3 này, tiếp tục áp dụng cái lệnh extrude cho cái cạnh bên trên và thay đổi thông số bằng 30. Đó, thì mình sẽ được cái hình như vậy.
giờ tiếp tục này. Thầy sẽ bấm vô cái extrude này. Rồi so, bây giờ chỗ này nó là 30 này, cao 30 này. Đó thì bạn thấy nó sẽ hướng lên trên đúng không? Rồi nhấn vào nút OK này. Đó là mình đã xong được bước số 3. Bước số 4 này, chuyển sang chế độ Viewport Bright hoặc Left đúng không? Viewport Light hoặc Left. Đó nhấn phím số 1 tức là mình sẽ chọn cái gì? Đó, chọn Verb. Số 1 là Verb, Verb Text này, thấy đó. Sau đó dùng công cụ di chuyển đó, Select and Move, di chuyển hai điểm sang bên phải khoảng 5 cm thì mình ứng chừng thôi để nó tạo cái độ xiên. Như vậy các bạn thấy nó sẽ tạo cái độ xiên, làm cái giữa nó xiên, nó xiên. Rồi ở đây thầy sẽ qua vùng, qua vùng left này, còn nếu right thì qua right. Rồi bây giờ thầy sẽ tạo cái độ xiên cho nó, thầy sẽ chọn gì, verb này. Đó, di chuyển này xiên qua đây đúng không? Đó, tạo độ xiên này. Chỗ này là cái tựa, tựa ghế đó. Rồi bước số thứ 5 này, bước 5 này. Tiếp theo là chọn cạnh này, phím tắt là số 2 á, cạnh này. Đó, sau đó mình giữ shift để mình được cái copy và di chuyển để mình được một cái cạnh mới thì mình sẽ được cái hình như vậy, được chưa? Các bạn có thể di chuyển cùng nào cũng được. Rồi tiếp tục này, chọn cạnh này, chọn cạnh mình qua đây, mình chọn cạnh được, thấy chưa? Đó, rồi mình qua bên vùng left này. Đó. Bây giờ mình giữ phím shift này, bạn đè shift, bạn di chuyển. Đó, mình sẽ được cái hình copy như vậy. Rồi giờ mình qua phối cảnh mình xem. Đó, thì khi bạn giữ phím shift á, khi bạn giữ phím shift, bạn di chuyển thì mình sẽ được cái hình này, thay vì các bạn phải extrude nó ra đúng không, thay vì các bạn phải phải bấm vào đây này. Đó, các bạn extrude nó ra. Đó, extrude ra thì mình sẽ giữ shift mình kéo thôi, chung có nhiều cấp đó, có nhiều cấp. Rồi xong được cái hình dáng của cái này. Bây giờ tiếp theo này, tiếp theo bước số 6 này. Bước số 6 thì mình chọn tất cả những cái cạnh của cái hình này, các bạn chọn hết những cái cạnh này. Đấy, các bạn chọn cạnh này, các bạn giữ phím Ctrl, bạn chọn hết này. Hoặc là nhấp double trên cái cạnh này được, nhấp hai cái chọn hết, nhấp hai cái ha, chọn hết. Rồi bây giờ chọn hết cạnh này, chọn hết cạnh này. Rồi bắt đầu các bạn phải dùng click cho cái nút quick sharp front selection này để tạo cái đường slide ha. Các bạn quận cái bảng lên. Đó. Bạn click vô cái này cho thầy. Break start from selection đó là tạo, tách ra tạo. Ở đây mình sẽ chọn qua cái phần line. Line tức là đường. Line thì nó sẽ là thẳng. Còn smooth tức là nó mềm, cong. Chọn line, ok. Rồi. Tiếp theo mình sẽ xóa cái tấm blend này đi. Tiếp theo bạn sẽ xóa tấm blend đi. Xóa đi này, để mình được cái khung này thôi. Delete cái này. Đó, lúc này các bạn được cái khung này. Đó. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ bước thứ 7 này. Bước thứ 7 là các bạn chọn 4 cái vanity, tức là 4 cái đỉnh này. Các bạn sẽ chọn 4 cái đỉnh này, 4 đỉnh. Nào, chúng ta dùng cái fill led. Thank you.
các vùng tương tự. Cái này mình cũng chọn 4 cái định vị trên. Tiếp theo các bạn chọn 4 cái định ở trên này. Protect, Connect, Fill Net bằng 3. Click phải, click phải chọn Connect, Corner, xong Fill Net bằng 3. Enter thì mình sẽ được cái hình như vậy. Bò sẽ được cái hình như vậy. Thì rõ ràng bây giờ mình có được cái khung ghế này. Thấy không? Có được cái khung ghế này. Bước thứ 8 này. Bước thứ 9 này. Bước thứ 9 là các bạn vào trong cái geometry này. Lệnh brick line. Các bạn vẽ bên vùng front. Vẽ bên vùng front cái hình. Qua vùng front này. Qua front nha. Rồi modify này. Tìm cho thầy cái tên là brick line này. Chọn brick line này. Đó, vẽ từ đây lên. Giữ shift thì các bạn sẽ vẽ được thẳng. Rồi click phải kết thúc này. Rồi mình qua vùng left này. Đẩy nó qua. Tức là khi brick line nó hiểu cái đường mới vẽ với cái khung này nó dính với nhau. Giờ để chọn riêng ra thì các bạn sẽ dùng cái slide này. Bấm chọn cái slide này. Thì cái đó mình bấm vào đây nó mới chọn được. À, chọn được. Giờ đây đây. Giờ đây. Nó bị thiếu này. Mình chọn vớt mình kéo cho nó cao lên. Rồi mình cho cái chân này nó xiên ra đây một chút. Kéo chân xiên ra này. Để ghế mình nó không bị đổ ra phía sau. Rồi bây giờ mình sẽ chọn 4 cái đỉnh này. Mình sẽ chọn 4 cái đỉnh này. Quét chọn nữa rồi. Quét chọn luôn cái đỉnh. Giữ control chọn tiếp đây này. Nào. Rồi, fill led nó đây. Fill led. Fill led đây bằng 2. Đó. Bạn được cái chân này ha, cái chân. Bây giờ làm cho cái ghế này nó dày ra. Bước tiếp theo là mình sẽ vô render này, rendering, bấm sổ cái rendering này xuống. Các bạn check vô đây cho thầy, check vô hai cái này. Cái này mình sẽ cho bằng 2 này. Ha. Cái này mình sẽ cho nó lên bằng 24 cho nó tròn. Mình có được cái thân ghế này. Rồi. Mình có được cái khung à. Khung. Đó. Mình có được cái khung. Rồi. Tiếp theo này. Tiếp theo là các bạn bước thứ 12 này, các bạn chuyển nó về edit slide về edit poly này. Đó, chuyển nó về edit poly này. Đó, rồi. Sau đó mình sẽ chọn hai cái cạnh này. Đúng không? Chọn hai cạnh này mình ẩn nó đi. Đó, mình ẩn nó đi. Đó, giờ thầy làm cho các bạn xem.
Thứ nhất là từ cái Edit Slide này, các bạn sẽ gắn cho nó lệnh Edit Poly này. Gắn cho nó cái lệnh Edit Poly này. Đó. Để nó có cái để nó có được cái face này này, cái polygon này. Mình sẽ chọn hai cái cạnh này, các bạn quét chọn hai cạnh này. Thấy không? Đó, mình quét chọn hai cạnh này. Giữ phím control chọn hai cạnh. Sau đó mình ấn nó đi. Các bạn cuộn cái bảng lên. Cuộn cái bảng lên nó có cái tên 2. High selection. Đây. Hơi khó thấy. Đây. Các bạn click vào high unselect tức là ẩn những đối tượng không được chọn nha. Đó. Ha, ẩn đối tượng không được chọn. À, lúc này mình chỉ còn hai cái này thôi. Các bạn qua vùng qua vùng front nè. Qua vùng front. Các bạn vào lại cái brick này, bấm vô thẻ sáp này, dùng công cụ Brighton này, các bạn vẽ một cái hình chữ nhật ở đây. Nó to cái nét quá thì mình tắt hai cái này đi, bỏ chọn hai cái này đi. Đó, mình sẽ điều chỉnh nó lại. Mình quận cái bảng lên này, trong cái plan chiều dài này, đây mình cho nó là 3 này, 2 này, 2.2 đi. Đó. Cái chiều dài này mình cho nó là 43. Đúng không? 43 45. Đó. 43 đi. 43.5. Các bạn căn sao cho nó vào khớp cái chỗ này. Rộng xíu được. Rồi, đại loại như vậy. Cái phần bo góc ở đây các bạn dùng cho thầy bo góc đây bằng 1. Các bạn sẽ bo được cái hình như vậy này. À, bạn sẽ bo được cái hình như vậy. Bạn có thể theo cái thông số như đấy cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái này extrude cái này ra. Các bạn vô modify list này, nhấn phím E, các bạn chuyển cho thầy cái lệnh là extrude này. Đó, các bạn tăng cái amount lên, cái amount mình cho là 5 đi. Mình có được cái dây này, này. Trong cái bài hướng dẫn thôi, ta cho bằng 5 thôi. Bằng 5 này. Đó, mình được cái khung này nè. Bước thứ 16 này, bạn chuyển cái này nó thành Edit Poly này. Sau đó mình xóa hai cái mặt hai bên đi. Đúng không? Để nó rỗng. Nó rỗng. Thì đây thầy sẽ chuyển nó thành Edit Poly này. Convert Edit Poly này. Đó, sau đó thầy chọn hai mặt hai bên này. Đè Antenat, giữ chuột giữa xoay qua đây. Đè Control, chọn tiếp cái mặt này. Đó, mình sẽ chọn hai mặt hai bên này. Sau đó mình nhấn delete đi, xóa đi. Delete đi. Thì nó rỗng này. Nó rỗng. Nhưng khi bạn render lên nó mỏng, nó không thấy cái này. Đúng không? Thì bây giờ mình gắn cho cái này nó dày ra. Nó dày ra. Bỏ chọn đi. Các bạn vô modify list, nhấn phím S cho thầy. Các bạn chọn cho thầy cái lệnh là sharp cell nhé, cell này. Đó. Ngày xưa các bạn muốn cho nó dày thì bạn phải vẽ nó làm hai nét, đúng không? Các bạn phải vẽ bằng hai nét như vậy thì khi đó bạn extrude lên nó mới dày được. Nhưng mà bây giờ mình không cần, mình có cái lệnh cell này rồi. Các bạn chọn lệnh cell này. Đó.
các bạn tăng cái amount lên 0.5. Đó, các bạn sẽ có được cái độ dày này. Có được cái độ dày này. Thấy chưa? Đó. Rồi. Tiếp theo này. Mình có được cái độ dày này. Tiếp theo các bạn qua vùng top này, các bạn sẽ copy ra hàng loạt chỗ này. À, mình qua vùng top nhé. Mình qua vùng top này. Đó. Thầy sẽ copy ra hàng loạt này. Trước tiên thầy sẽ sắp xếp nó ở đây. Thầy đè phím shift di chuyển để được copy này. Đó, bây giờ thầy cho là 5 6 gì đó cũng được. 5 chỗ này nó hơi thiếu đó, khoảng 5 cái rồi. Thì quay về đây này, thì có vẻ mình được cái miếng này không, được cái đan này này. Rồi tiếp theo này, được cái này này. Tiếp theo bây giờ các bạn cho nó ẩn hết cái xương ghế này lên, rồi mình sẽ copy ra hàng loạt cái phía trên nữa, đúng không? Rồi mình làm cái chân này. Đó. Bây giờ mình sẽ mở những cái ảnh lên này. Để mở được những cái ảnh này lên, các bạn lưu ý cho thầy là mình mới chọn cái poly nhá. Đó, thì nó có chọn poly này. Mình quét chỉ cần chọn hai cạnh này, này. Thấy không? Mình chọn hai cạnh này, poly này. Nhớ chọn này nha. Rồi quặn lên thì nó mới có được cái hai select đâu à? Đây nó mới có được cái ẩn hai ôn này. Ẩn hai tức là hiện lên tất cả luôn, đúng không? Hiện tất cả lên ẩn hai ôn đó, ẩn hai ôn lên hết này. Bây giờ mình mới copy ra cái này. Đó, copy ra đây. Đó, copy ra đây. Qua vùng flash. Giữ shift. Copy qua đây. Ok. Kéo đây. Bạn bật chế độ là angle snap, tức là hạn chế góc xoay. À, bật chế độ hạn chế góc xoay lên, sau đó mình xoay này. Xoay nó song song với cái này, xoay nó song song đó, mình xoay cho nó song song này. Bây giờ mình sẽ copy ra hàng loạt cái này để copy theo cái hướng này, này. Ví dụ thầy đề shift thì copy này, nó không có thẳng, nó không có theo cái hướng. Mà các bạn muốn theo cái hướng này á, thì các bạn phải bật cái chế độ là locate lên này. Đây chưa, chọn cái chế độ locate này. Nó với theo cái hướng này, locate đó, sau đó giữ phím shift này, di chuyển lên này. À, di chuyển này. Bạn muốn mấy cái thì mình sẽ chọn mấy cái này, đó, giữ shift di chuyển này, đó, thấy chưa? Đó. Nên mình qua vùng phối cảnh mình xem, đó là mình được cái ghế nó làm vậy không? À, ghế nó làm này. Bây giờ tiếp theo mình làm cái chân này, mình xoay lên làm cái chân này, đó làm cái chân này, làm cái chân ha, phần cái chân dưới này. Đó. Cái chân thì thầy bật chế độ là click phải thì chọn edge face này để thấy được cái cạnh này. Bây giờ thầy sẽ chọn cái mặt của cái chân này này. Chọn cái mặt này, chọn cái mặt của cái chân này, này. Chọn bốn cái luôn, giữ control thì chọn bốn cái nhé. Giữ bên đè control chọn bốn cái. Bây giờ thầy sẽ extrude cái chân này cho nó dài ra xíu nữa. À, thầy quận lên thầy chọn cái extrude này. À, chỗ này thầy sẽ cho nó khoảng 0.5 0.5 ha. Thầy có được cái chân nó dài này. Bây giờ thầy muốn cho nó
insert cho cái mặt bên trong, tạo thêm mặt. Thầy dùng nút insert, insert, insert tức là mình tạo thêm mặt. Insert cho 5 luôn, 0.5 luôn. Rồi nhấn OK này. Thì rõ ràng các bạn được cái mặt bên trong này, thấy không? Đó, được cái mặt bên trong này. Bây giờ thầy mới chọn hết những cái cạnh này, này. Thầy chuyển sang chọn cạnh. Thầy nhấp double trên cái cạnh này, hoặc là thầy bấm một cạnh, sau đó thầy bấm vô cái group, xin lỗi, cái lập. Bấm vô lập này thì nó sẽ chọn hết này, thấy không? Tương tự ba cái chân còn lại. Đó, một là các bạn nhấp double lên trên cái cạnh này cho thầy, giữ control nha để chọn thêm nữa. Đó. Bên này cũng vậy này. Nhấp double lên hoặc là nhấn vô cái nút lập này cũng được. Bây giờ mình sẽ jumper cái cạnh này đi. Mình jumper đi. Jumper này. Bấm vào nút jumper. 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 Đó, mình coi thông số ta cho là bao nhiêu này. Đó, jumper này. Được chưa? 1.15 này. Chấm 15 mất rồi, chấm 0.15. Cái cạnh này mình cho lên 6. Đúng chưa? Mình thích thì mình có thể cho hơn được, các bạn cho hơn thôi. Sao nhìn cho nó hợp lý là được nhá. Cái này dư cái cạnh này. À, dư cái cạnh này. Rồi, mình có được cái chân ghế này. Thì click phải tắt cái X này. Mình có được cái chân này. Các bạn rút nó lại cũng được nhé. Rồi bây giờ tiếp theo mình vẽ cái bàn. Các bạn vẽ cái bàn bên vùng viewport front này. Đó. Truy cập vào cái shape line, vẽ một hình như vậy. Được chưa? Vô viewport front này. Đó. Truy cập vào sát này, line này. Bạn vẽ một cái chân như thế này. Rồi, click phải kết thúc. Bây giờ mình qua vùng lép này. Thì kéo cái chân này nó xích ra đây chút. Thầy sẽ làm xiên ở đây khoảng 10 độ. Thầy xoay này. Xoay 10 độ. Chưa? Trả nó về. Đó. Đây các bạn xem này. Xoay khoảng 10 độ. Rồi. Copy này. Chọn đối tượng slide nha. Cái chỗ này lưu ý nha, mình phải chọn đối tượng slide này. Chọn đối tượng slide. Này. Rồi, chọn đối tượng slide này. Bây giờ để shift là di chuyển qua để copy này. Đó, xoay lại khoảng 10 độ. Này.
hai này vẫn là một, nó vẫn hiểu là một. Giờ mình vẽ này. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Brick line nhé. Tạo hai đường. Bên front là một. Bên left là hai. Rồi. Chọn brick line nó nằm trong cái thẻ geometry brick line. Bạn chọn cái slide này, mình chọn cái đường này, này. Cái shift mình copy vô đây. Đó thì nó hiểu cái khung này là một này. Mình chọn bốn cái này. Fill left đi. Quận lên. Check cho đây. Khung. Giờ mình qua đây này. Qua vùng top này. Copy một cái thằng này ra. Đi shift copy thằng này ra. Đó. Dài quá thì mình scale ngắn lại. Scale một chiều ngắn lại. Này ra. Ship copy ra. Rồi xong. Cho nó cùng màu đi. Được cái này nè.
cái mặt bàn lên đây. Bạn dùng công cụ là box vẽ một hình này. Đưa box lên trên. Cho nó mỏng xuống thôi. Tiếp theo các bạn sẽ chuyển nó về Edit Poly này. Đó. Insert mặt vô này. Rồi chọn cạnh này. Bo nó lại. Click phải chuyển về Edit Poly. Chọn mặt này. Chọn mặt này. Insert cho đồ 1 này. Ok. Chúng ta chọn cạnh. Chọn cạnh. Các bạn chọn cái cạnh này. Sau đó mình nhấn vào ring. Đó, ring là nó chọn hết. Đó, chọn hết này. Sau đó mình jumper này. Jumper 5. Các bạn bo ít thôi, cần nhìn, nhìn tương đối là được. Thế thì mình đã xong cái phần này rồi. Mình sẽ chọn tiếp cái phần trên này, mình chọn phớ ra. Ít thôi. Ok. Ok, cảm ơn các. Rút lại. Rồi. Copy rồi. Dời cái chụp vô đây. Dời chụp vô. Dời chụp vô. Tắt này. Vô edit. Tool array. Bật cái view lên. Bấm vào đây này. 360 độ này. Số lượng này. Ok. Rồi.
hoàn thành xong cái bài slab 3 này. Đó. Đó. Rồi các bạn render góc đẹp nhất lưu lại một bài thôi.